Long An là địa phương có đường biên giới với Campuchia dài 133 km. Những ngày này, trải dài trên tuyến đường biên giới, hàng chục chốt kiểm soát dã chiến được lực lượng bộ đội biên phòng lập nên để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đồng thời bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chống dịch như chống giặc, lực lượng bộ đội biên phòng đang căng mình kiểm soát, ngăn chặn người dân nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam qua đường biên giới. Chống dịch như chống giặc, hơn một tháng qua, lực lượng cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng với công an quân sự các địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong việc tuần tra kiểm soát tuyến biên giới. Bình quân từ 500m đến 1km là có lực lượng bộ đội biên phòng và chốt kiểm soát dã chiến trực canh 24/24 giờ. Mặc cái nắng cháy da của tháng 4, bụi mờ của đường đá đỏ, đêm tối, các anh tại các đồn biên phòng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Mà để thực hiện tốt cái nhiệm vụ phòng chống cái dịch COVID-19 thì Đảng ủy Ban chỉ đạo biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp đã thống nhất thành lập 6 cái chốt ở trên biên giới để kiểm soát chặt chẽ người qua lại ở trên biên giới, không để xảy ra tình trạng là vượt biên trái phép mang cái mầm bệnh dịch COVID vào trong nội địa 24/24. Chống dịch như chống giặc thì tổ chúng tôi ở đây thì được bố trí 4 biên phòng, 2 công an, 2 xã đội nhằm ngăn chặn sự xâm nhập trái phép qua lại biên giới. Tuy thời tiết nóng nực, thiếu thốn về nước sinh hoạt, cho nên cùng anh em cùng cố gắng tập trung tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ của trên giao. Với tuyến biên giới dài 133 km, lực lượng bộ đội biên phòng Long An đã triển khai 42 chốt kiểm soát dã chiến dọc theo các đường mòn lối mở để ngăn chặn những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tăng cường 75 cán bộ biên phòng từ các tỉnh Trà Vinh, Tiền Giang và Bến Tre về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 tuyến biên giới.